Kể con bướm vàng đi. Bướm xít à? Ừ. Dành cho chị đã áo chưa chưa biết thế ai thôi thế gì em bị xe hết chưa I wish I could à không hát à không hát cái này bé không coi mẹ không coi coi gì cha không coi nè giờ hát đi chứ coi gì nữa. I wish I could pretend that I didn't need you, but every touch is coming down. I feel la la la, what you be la la, what you be coming for you. Mama, daddy said love me, kiss me, even I get to la la. Achille, la la la, where should be running? Should be running for me. Ủa rồi hát bài kìa con bướm vàng đi chứ. Kìa con bướm. Ông hát mẹ ơi. Con ngồi dậy đàng hoàng coi, con ngồi dậy đàng hoàng. Ngồi dậy, ngồi thẳng lên. Pinko, so how I want to watch you. Oh, apple jammy in the Pinko, 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 so how I want to watch you. Oh, apple jammy in the sky. Pinko, 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 so how I want to watch you. Oh. Kêu cơm bưng gan kêu cơm khuyên sẽ đâu có đập vậy được, không có dập vậy được, đập vậy à. Thứ nhất là ồn, thứ hai là hư đồ của mẹ, không được hát đàng hoàng. Khuyên cô khuyên cơm bưng gan kêu cơm khuyên sẽ đâu có đập vậy được, không có dập vậy được, đập đập vậy à. Thứ nhất là ồn, thứ hai là hư đồ của mẹ, không được hát đàng hoàng. Khuyên cô khuyên cơm bưng gan kêu cơm khuyên sẽ đâu có đập vậy được, không có dập vậy được, đập đập vậy à. Thứ nhất là ồn, thứ hai là hư đồ của mẹ. Bà Cồng đi chợ trời mưa. Hả? Con có thích mẹ bà Cồng đi chợ trời mưa con không? Thì con hát bài bà Cồng đi chợ trời mưa đi. Bà Cồng đi chợ trời mưa, cái tôm cái tép đi đưa bà về. Đưa bà đến quán đường xa, đưa bà về tận ngõ trong nhà bà. Gì nữa vậy? Ôi mấy việc. Nó làm hư thì hư của mẹ rồi đó. Em đu biết mà. Hả? Em biết. Dìa. Tiền bà trong túi rơi ra, bé chay nhặt được trả bà mua rau. Trời giờ nó phá MacBook của tôi luôn kìa tao. Ôi mẹ quá trời từ. Ừ. Mẹ ấy làm. Mẹ ai ngủ? Chơi ngủ chứ ai. Nè bây giờ mẹ cho chơi, bây giờ mẹ cho chơi coi cái clip này nha. Ok. Cái clip này là mẹ đánh thức chơi dậy, chơi hóc hu 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 nè. Coi nè, coi clip này nè. Mở lên nè. Mẹ kêu. Mẹ kêu. Con yêu ơi, chạy đi con yêu. Mười gửi rồi. Hát vô, hát vô. Dễ dữ vậy rồi. Chứ lỡ rồi. Trời ơi, nay dậy ha. Thường thường dậy buổi sáng là không có la. Vậy vậy mà ngủ buổi trưa chị mới la. Nhưng buổi sáng là ngủ mười mấy tiếng đồng hồ. Sao la được? Trời ơi, trời ơi. Tàng em nè, ai đồng gì đâu em. À.
Gì à? Vậy đi, vậy con yêu. Rồi tối có đá không? Ngủ thôi, rồi tối không đá miếng nào luôn. Mau tập bỏ bỏ tả luôn nha cho nha. Em không chịu bỏ. Giờ bây giờ là bỏ tả luôn rồi. Yeah, high five. Tối giờ còn sợ. Chê giờ không có mặc tả nữa rồi. Tối ngủ không mặc luôn. À, mày chút chút nữa đi dậy mày sơn bốn chân cho nha. Ok. Dậy đi con yêu. Ok. Thật cười con yêu sáng ngủ đầu bồn tóc gối nè. Con yêu, con yêu. 10 giờ rưỡi rồi, 11 giờ trưa rồi. Không coi này nữa hả? Con okay, chú còn la chứ kêu nhỏ đang ngủ chập với trời trời 10 giờ sáng rồi. Không coi gì, giờ muốn coi gì? Rồi. Ok, rồi đàng hoàng. Ok, muốn coi nào? Muốn coi gì? Muốn coi gì? Mẹ cũng mẹ sửng kia. I love it when you call me Sam. I love it when you call me Senorita. I wish I could pretend I didn't need ya, but every touch is Zoo la la la, it's true la la la. Ooh, I should be running. Ooh, you keep me coming for you. Dance in Miami, the air was hot from summer and sweat dripping off me. Before I even knew her name, la la la, it's feel like you, la la la, yeah. Tới con. Chú hát. Cái gì chú nào hát? À cô chú hát à? À để cho cô chú hát à. I love it when you call me Sam. Rồi, coi cô chú hát đi. Cô cơm bún vàng. À cô chú hát kìa cô bún vàng luôn hả? Không. Để xa xa ra, để xa xa ra cô chú mới thấy. Rồi, để xa xa vậy nè. Con đừng có ngậm vô miếng đây nè, để vậy là cô chú mới thấy hát được nè. Đó, cô chú hát đi. Không, chị quay. Rồi, chị hát đi. Cô chú, cô chú không biết hát không mình. Kìa con bún vàng. Con bài hát hoài à. Thôi hát. Hovanaunana. 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 Chupi là gì? Chưa chưa thuộc bài đó phải không? Dạ. Chưa thuộc về về thuộc bài giờ chưa thuộc bài la, la, la. Bây giờ chay nè, bây giờ chay giới thiệu bản thân cho cô chú nghe coi chay tên gì. Chay tên ai chay cả. Tên gì? Ngủ rồi. Xạo ghê luôn á. Đâu hả? Gì con? Ba chay sáng tập thể dục mà không bao giờ đẩy ấy cái miếng này lại luôn á. Nó nhảy sao? Rồi, con nói cô chú ơi. Cho chú mày này sư quá chay cô. Con nói sao? Con nói cô chú ơi. Cô chú ơi. Hôm nay mẹ làm nail cho con. Mẹ nghe mà mắt non. Con nói lại coi. Hôm nay. Hôm nay. Mẹ làm nail. Mẹ làm nail. Cho con. Cho con. Con vui quá. Ai vui quá? Con cười ha 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 ha. Rồi. Rồi xếp bằng lại, xếp bằng lại, ngồi xếp bằng lại. Xếp bằng lại được không? Dạ. Mà cái đầm này khó xếp bằng quá. Trời ơi xếp bằng vậy. À. Thôi nó giỡn chứ con ngồi vậy nè, con ngồi vậy đi. Ngồi vậy đi. Ngồi sao cho thuận lợi đi. Hả? Ừ đúng rồi. Không mình nó giỡn chứ con thích ngồi chỉ nào ngồi. Đưa tay đây mẹ, mẹ sơn tay, muốn tay cho. Con muốn sơn tay nào trước? Này. Sơn chân trước hả? Ok, sơn chân trước nha. Mẹ mặn chết ướt rồi. Ừ, mẹ mới rửa tay rửa chân sạch sẽ đó. Rồi. Đi ướt này lỡ đi quá chút. Hào pink luôn. Ừ, ngồi im đi chưa? Dạ. Màu này màu gì á? Màu pink. Màu pink, đúng rồi. Mẹ màu pink nails đẹp quá. Màu pink nails đẹp quá, đúng rồi. Pink. Pink. Ok.
Mẹ xin lỗi nha. Mẹ nói là viên. Mày giết á, mày giết mạnh quá, đau đau chay phải không? Đó, đừng có nhìn. Đẹp quá. Đẹp quá không con? Rồi cho cô chú coi coi. Xong một hồi để đừng có di chuyển là bị hư. Ngồi im đó, cứ ngồi im đó rồi. Rồi để im nhớ nha. Ừ đúng rồi. Nhìn cô chú, hello cô chú đi. Hello chú. Đẹp quá. Làm nail đẹp quá, đúng rồi. Cô chú có làm nail không? Chay làm cho. Đừng có như di chuyển nha chứ, di chuyển là mẹ làm hư đó. Không được di chuyển. Đừng nhìn. Hãy bước đi và đừng nghĩ suy. Đây, có tại đâu? Đâu, ok, rồi xong. Này, cô tay rồi. Rồi, giờ tới tay phải không? Cô tay. Muốn coi tay. À, coi mẹ làm tay nè. Đẹp chưa? Con. Hồi đó dì Hồng á, nói hả, trời ơi sau này chay chay lớn là mẹ Ngọc. Mẹ Ngọc á hả, sơ móng tay cho chay chay luôn mà đúng thiệt luôn đây nè. Đẹp chưa? Tay kia. Ok. Ủa tay kia đâu? Ngồi xuống, chưa xong mà. Trời ơi con ngồi muốn hư cái bàn chân luôn rồi kìa. Để cái tay coi chừng dơ nha, coi chừng hư nha. Chay được cái bàn tay bằng chân, cái ngón tay đồ này kia, móng tay đồ hả? Bên kia. Nó bự. Ngón thế. Cha. Bàn tay nó y như bàn tay của ba nè. Đừng có ngồi xích vô. Này. Rồi. Nó không màu red nữa. Không màu red nữa, giờ mình làm màu pink ha. Ok. Ok, rồi cho cô chú coi coi. Đẹp không cô chú? Ui trời, đây. Không vậy cô chú không thấy, đây để mẹ quay lại đàng hoàng. Rồi nha, bây giờ để cái chân xuống vậy nè. Đó, để chân xuống vậy đó. Đau. Đau, mày xin lỗi. Đây nè. Đó, cô chú thấy chưa? Wow. Đẹp quá. Sao đi, đâu đây, ra đây sáng cho cô chú coi. Đó, rồi, để coi bằng chân coi. Wow, coi bằng tay coi. Quá đẹp luôn cô chú ơi. Hôm nay là ngày làm đẹp mà, ngoài trời mưa tiếp mà. Ở trong nhà làm đẹp chứ, để ngày mai trời nắng đẹp đi chơi chứ. Đã quá ta. Rồi bây giờ mẹ sẽ vẽ cho chay Twinkle Little Star nha. Yeah. Rồi ngồi im nha, đừng có nhúc nhích là hư ngôi sao nha chưa. Con nói cô chú ơi. Chú ơi như này. Mẹ vẽ cho con heart. Ngồi im đừng nhúc nhích. Mẹ vẽ cho chay Twinkle Little Star nè. Twinkle. Đó, Twinkle Little Star nè. Cô chú coi chay mẹ vẽ cho chay trái tim nè. Rồi ở chay làm hư bà trái tim rồi. Làm hư rồi thấy chưa? Đây nè, đưa đây coi. Đưa cô chú coi trái tim coi. Thấy không? Rồi giờ vẽ gì nữa? Giờ vẽ Mickey Mouse. Vẽ Mickey Mouse nè. Ok, vẽ Mickey Mouse phải không? Đưa con chừng cái để mẹ vẽ Mickey Mouse cho. Trời con đừng có giỡn với mẹ biết vẽ hết đó nha chay nha. Nhưng mà sao ở nhà mẹ muốn màu pink. Rồi, vẽ Mickey Mouse nè. Mà mẹ không có đủ dụng cụ để vẽ Mickey Mouse chứ mẹ vẽ được hết á. Mẹ mà có dụng cụ là con biết. Vẽ Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mẹ hư mẹ ơi. Không có hư. Xin lỗi. Mẹ không có mấy cái cây chấm chấm chứ mà mẹ mà có mấy cái cây chấm chấm là mẹ vẽ được. Đừng nhúc nhích. Con nhúc nhích kiểu này sao mẹ vẽ? Nếu màu màu pink. Cháy hả? Nếu màu pink. Cái con chay này thiệt chứ. Thôi. Rồi, chay ơi, cuối cùng. Cuối cùng mình được đi ra ngoài rồi con ơi. Con về vô. Đi. Cuối cùng đã hết mưa. Thôi. Bông bóng làm bể đó, con làm bể bông bóng đó. Trời mưa bông bóng bập bùng á. Mặc đồ dữ chưa, mặc cái đầm rồi kia.
Lắc kỳ hả? Mẹ đâu biết lắc kỳ đâu đâu. Trời, coi chú đó xiên cho chú đó lúc nào cũng là người chùi rửa này á. Mặc dù... Oh! Đây chay chay, để mẹ bồng qua con, để mẹ bồng qua. Nước kìa, nước kìa. Trời ơi, con nước tràn bờ đê kìa. Mưa tới nỗi mà ngập nước, tới nỗi mà nước tràn bờ đê luôn rồi, thấy ghê không? Đó, phải mẹ phải bồng qua chứ sao con đi qua được. Thấy nước không? Rồi lại đây mẹ bồng qua. Go under. Rồi con vô trí đó, mẹ vô rồi nè. À, tại vì mấy ngày nay trời mưa cô chú, xong rồi ba che cái này lại á, nên là cái thuyền nó không có bị ướt. Bây giờ hết mưa rồi. Rồi chay tối nay ra đây ngủ nha. Chay tối nay ra đây ngủ cắm trại đây nè. Oh, party time. Gotta have the flashing lights. Hả? Máy bay á con, máy bay. Airplane. Go under. Chui vô đây. Go under. À, chị thấy không? Thấy không? Cái này giống cắm trại không? Cái này chơi thử thách 24 giờ sống trên thuyền có lý nè mọi người nè. Ủa, ngủ rồi hả? Rồi nhắm mắt lại ngủ đi. Trời, con gái lứa gì ngủ bành chân vậy? Bành chân bành háng vậy? Ai quàm? Ba làm này. Đúng rồi, ba làm này đó. Nội mà cứ để làm cái này lên không mất hết nửa tiếng đồng hồ mà. Đi không ngủ. Hả? Con không ngủ con làm cái gì? Ngủ chị. Thế vậy. Để con chim đâu? Ok baby, let's uncover it. She experienced it. Rồi xong rồi. Mở cái ra. Dạ ba mở ra nha. Ba mở cái lều ra nha. Tấm lều lý tưởng của anh và của em. Công nhận mưa chưa bao giờ thấy những cái cơn mưa mà nó lại nhiều như vậy trong suốt 5 ngày qua hả? 5 ngày hả ta? Mưa liên tục 5 ngày liền làm nước dâng cao tới nỗi mà qua cái cây cầu đó luôn. No. Why? Ow, it's too windy. No. Chồng Ngọc giờ còn rủ đi bộ rai nữa. Dạ dạ mẹ ngồi liền. Mưa gì mà mưa khủng khiếp khủng hoảng vậy trời. Mưa một lúc thường thường á là mưa ở ngày mưa ngày nghỉ hay là sao mưa gì mà mưa một lần 5 ngày liên tiếp mưa mà đúng là bão lòng luôn á, chưa bao giờ trải qua những cơn mưa mà 5 ngày liên tiếp như vậy, muốn điên luôn. Ngọc là một người không hề thích mưa, tại vì mưa nó làm cho mà tâm trạng mình không có vui. Mưa nó làm cho nó đường xá cái khung cảnh, rồi nó làm cho tất cả mọi thứ thấy không có vui. Ngọc không mày thích mưa. Mà cuối cùng thì cũng đã hết mưa rồi. Với lại mưa chay cũng không được đi ra ngoài chơi nữa. Quay chay trong nhà không cho cô chú coi. Mùa đông thì dài, mùa hè hè thì ngắn. Mà tới hè được cái mưa có được không? Gì vậy trời? Kìa coi bay mở ra rồi, ba mở gần xong rồi này trời. Hả? It's house. Ờ, it's house. Nó nói cái đó là ngôi nhà đó cô chú. Rồi, mất rồi, hết house rồi. Ba làm mất. Lại giúp ba đi con. You're helping, thank you. Yeah, we're very happy guy. It's okay. Giỏi quá. Gió ghê luôn. Trời. À, con đi trốn quá hả?
lên đây ngồi mẹ, lên đây, lên đây ngồi kế bên mẹ nè. Con sợ. Ồ, con sợ vậy hả? Trời ơi, con sợ, con trốn vậy hả? Ôm mẹ lại con. I love you, Jenny. I love you, Chukamon. Chạy đi, say I love you, Chukamon, mommy. Chị ở trong nhà rồi con. Ngày mai đi, ngày mai trời đẹp cái chị ra ngoài chơi với con nha. Chờ đi, chờ mình ngủ dậy giấc cái xong. Mày nè, bây giờ con nói cho cô chú nghe nè. Mình ngủ để mình có cái gì? Mình ngủ để mình có gì? Nói cô chú nghe. Hả? Nói cho cô chú nghe coi mình ngủ để mình có gì? Cái này hả? Cái này là cái miếng cây thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà mình ngủ để mình có gì? Nhưng mà mình ngủ để mình có gì? Sức gì? Sức gì? Trời ơi, mình ngủ để mình có sức gì? Gì vậy chị? Trốn hả? Chị cháy, chị khổ dữ cháy à? Trong đêm một mình. Ủa gì theo đeo theo vậy? Rồi lên trước với ba đi. Cứ làm ngồi gần mẹ rồi sao mẹ quay cho cô chú coi được. Mẹ muốn ôm con lắm. Are you cold? Why are you hiding? I have no clue. Oh, you guys are matching today. Orange. It's actually really nice out. The weather's good. It's freezing. Oh, I just got out of a tub though. Like to me, I could sit in this for days. You okay, JD? Are you cold? Do you want to go back inside? No, she's not cold. She's wearing the. What's that noise? No, no, mẹ ơi, có cái tiếng động gì vậy? How do you know the word noise? Yeah, I have no clue. Where did you learn the word noise from? Con đã học ở đâu từ đó vậy? Con học đâu từ noise vậy? Ai chỉ cho con cái từ noise vậy? Yes, I was surprised too. She was like, what is that noise? I'm like, không biết đâu nó học được từ đó trời, học trên iPad hả trời? Maybe iPad. Nó học nhiều từ trên iPad lắm á. Bởi vậy thôi iPad không phải là xấu đâu nha. Thôi đi vô. Hả? Gì ngồi xuống bô không cho mẹ đi vô hả? Trời ơi, vô lý không? Em mới ngủ dậy á cô chú. Ngủ từ hồi 1 giờ trưa cho tới 3 rưỡi chiều. Thôi đừng cởi giày lạnh. Mẹ mang dép kìa, mẹ mang dép kìa mẹ đi. No, không được. Lì ghê ta. Oh, pretty nails. What is that on your nail? Ooh, it's a flower. Yeah, mẹ vẽ cái flower cho chay nè cô chú. Yeah, mẹ để mẹ cho cô chú coi chứ mẹ đâu có nói gì đâu. Take your toes, baby. Hả? Take your toes. Đây nè, đẹp chưa? Oh, she took your toe. Còn nail đâu, nail đẹp đâu? She got your toe. Rồi, nail đẹp nè. It's so windy. You got very nice teeth for a little baby. Thôi mẹ đi vô nha chay. Yeah. Hả? Ngồi xuống hả? Con ở đây con chơi với ba đi. What? Mẹ đi vô, mẹ lạnh. You want your slippers on? Bye bye. Rồi mẹ con chơi với ba rồi chút con vô mẹ nha. Không mày miếng. Rồi thôi. Mày vô mày làm video clip cho cô chú coi nha. Ok. Con nói bye bye cô chú đi. Bye bye. Thế rồi cô chú cho để mày lụm cho. Ngồi im đi mày lụm cho. Ngồi im con. Hello cô chú đi. Ok. Thank you. Tan, mẹ bấm đầu, mẹ bấm đầu. Cái gì? Bấm đầu. Bấm đầu là sao? Bấm đầu, mẹ bấm ta gì rồi, tại giờ. À, bấm ta ở đâu á hả? Cái này đâu bấm được đâu, cái này là
Ủa được, được nè. Sao biết hay vậy? Chắc ba bấm cho con rồi chứ gì. Nó hơi cực cao. Được, con bấm vô này nè. Bấm mạnh vô nè. Dữ chưa? Dữ. Dữ quá. Dữ. Đó, cô chú thấy ghê không? Ừ, đa 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 đa. Món này. Món nào cái đó là để chơi điện tử á con? Chơi TV. Ờ, cái đó là phải bấm chơi điện tử á con. Mẹ ấm TV, mẹ ấm TV kem. Mẹ ơi mẹ. Sao? Mẹ ơi mẹ, mở tivi cho con này. Mở tivi à, mở tivi cho con chơi cái này á hả? Ừ. Để chút nữa ba vô ba mở rồi rồi con với ba ngồi chơi với nhau nha. Ok. Dạ mẹ. Bấm này, dạ bấm này. Đúng rồi, mẹ đâu biết đường mở cái game đó cho con chơi đâu. Cái con chú. À cái con gì? Con chú. Ờ, con bấm chiếu qua. Đây con kia. Con gì đâu? Con kia. Con kia mẹ ơi. Con nào? Con kia. À, cô chú có hỏi chay hay nói mẹ ơi là ở đâu ra? Cái đó nó tự động nó nói đó chứ đâu có biết được. Con kia. Mình thường gặp người ta nói. Mẹ con kia mẹ ơi. Hả? Con kia. Con đó là con kiến á. Thường thường ta hỏi à mẹ ơi con gì á? Mẹ con kia. Bà mẹ. bà mẹ ơi con gì á? Mẹ ơi. Bà mẹ con kia. Bà à con này á hả? Con này là con trái tim. Mẹ con kia. Con đếm coi bàn tay con có bao nhiêu ngón. Đi ơi. Con đếm coi bàn tay con có bao nhiêu ngón. À, bà cứ hả mẹ ơi. Mẹ hết rồi. Tự động bà hà chứ không ai. Mẹ nữa. Hết rồi chú ra rồi. Rồi nè. Nó ưng thêm vô điện. Em mạnh. Bà biết sao không? Biết sao mà nó nói chữ đó không? Tại bà điệu quá đó. Bà cứ ươi ươi đó là bà điệu quá đó nên vậy đó. Ta mấy kim đã ta 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 đi ta ta. Cái vòng. Ừ, con đàn coi, bây giờ mày lấy đồ đồ cho con đàn nha. Đàn cho cô chú coi ra ra nha. Bây giờ mày lấy đồ cho chơi đàn nè. Rồi đó. Rồi, ngồi xuống nghiêm túc đàng hoàng nghe chưa? Ok. Ok, rồi đàn đi. Cái kêu để xuống. Để xuống. JD, you wanna go on a car ride? Daddy gotta get a car wash. Ba nó, trời ơi, ba nó vừa vô nó nói Daddy I want game, có được không? Cái gì vậy trời? Muốn đi ba hả? Có được không? Giờ nó lấy dép đi với ba nó rồi. Thôi đi đi để cho mẹ nhà mày học bài cho yên tĩnh và bình yên đi. Trời ơi ba bò ba lấy dép kìa. Có được không? Trời ơi ba lấy đôi dép đó luôn. Xe ba xong rồi đó giờ. Không ở ngoài. Jay, let's get dressed. Okay. JD, you gotta go pee before you go. Please go pee. Go pee. Go pee. Go pee. Go pee. Không ai ở nhà nha chưa? You can't wear these when we go out. We're just going to the car wash and back home. Go pee. Go pee. Go pee. Muốn đi ra ngoài là phải đi vệ sinh trước đã. Giờ là hết mặt tả rồi nên là phải vậy. Cô chú thấy chay giỏi chưa?